Chào thưa quan, chào bà con mình đang theo dõi kênh của thưa quan nha. Tôi chiều á, mới đầu hôm mà tôi ngồi mình nằm mình trên chổng toàn ten, sao thấy nó thông báo vì tôi có đăng ký cái kênh của Quang Lâm. Có nó có cái mà cái clip nào mới là nó thông báo à, thì tôi coi tôi thấy ngồi tôi cười mình rồi tôi nói hên là ông chỉ mới thổi xô nhẹ nhẹ tôi phải ông bóp tay chắc là ông nội này quỷ xuống rồi, ông Trần đạo ông mà tôi thánh Trần mà ông sáng chân bóp tay là bảo đảm là tiêu thắng đường rồi. Đúng Mà tôi không? nghĩ là mà ông làm ăn mà không có biết cái đạo lý nhân luân gì hết trơn, mấy ông nội làm ăn vậy thì tôi nói thiệt, cái vụ nghe cái bên cái vụ đức cái dựng tượng Đức Thánh Trần mà phải đi thuê đất của người ta, rồi tôi nghĩ thời gian rồi hết cái thời hạn tao không cho thuê nữa rồi đem để ông cụ nhà mình đâu Đúng rồi, tụi buôn thần bán thánh đúng không anh? đó. Rồi cái này thật sự thì cái mua đồ của họ, ý đồ của họ là mình biết là họ muốn muốn làm cái gì rồi, nhưng mà có điều nói đây là nó phản cảm ở chỗ vậy nè. Đức Thánh Trần á là ổng là người chống quân xâm lược, ổng thù cái quân xâm lược rồi, thấy không? Ổng thù, ổng ghét quân xâm lược. Mà hồi xưa đó, trong cái thời của ổng đó, cái khi mà quân Nguyên khi khi mà quân Nguyên nó qua lần thứ hai thì lúc này là Trần Kiện, lúc đầu là Trần Đình Tắc. Thứ là lần thứ hai quân Nguyên qua thì Trần Kiện là đầu đầu Mông Cổ, đầu hàng Mông Cổ. Nó thì ổng thù lắm, ổng thù của vụ đó vậy lắm. Đó, cho nên là nhưng mà ông tha, ông nghĩ ông tha là vì không phải là trong dòng tộc, nhưng mà ông không muốn là về chính trị rồi cái gì về nhân tâm này kia nọ, cho nên ông tha Trần Kiện. Chứ thật sự là ông chém rồi, ông chém ông tru tru, tru di hết cái chi tộc của Trần Kiện. Lý ra là ông Trần Đạo ông chia ông tru di cái chi tộc của Trần Kiện, cái tru tru di cái chi tộc của Trần Kiện, nhưng mà ông tha là vì nhân tâm chứ không phải là vì ổng trong mối quan hệ họ tộc đó. Thì để thấy rằng là ông cái ổng đã ngoài cái vụ ông căm thù giặc rồi, ông căm thù những kẻ bán nước làm tay sai cho ngoại bang, ổng định giết hết rồi, nhưng mà nhờ là bao nhiêu người đó, trong đó có vua cũng xin đó, mà bây giờ thì cái đem lôi ổng từ bên Việt Nam lôi qua bên bển để dựng tượng cũng lên, mà làm phải ai lôi tôi không nói, nhờ gặp cái đám bán nước nó lôi nó mới ác chứ. Để chơi chiêu này rõ ràng là tôi nói thiệt nó ốc trâu dữ lắm, tôi không biết dụng từ gì để nói nữa. Thưa quan thấy không? Nó ốc trâu thiệt là ốc trâu luôn. Đúng rồi. Ví dụ Nó nó mang qua đến đây, ví dụ cái vấn đề ok nó đứng trên danh nghĩa là cũng là mang dòng máu người Việt, nó mang qua để gọi là nó thờ tự hay là như thế nào đó, ít ra cũng phải có một cái cơ sở nào nó gọi là nó vững chắc chứ. Giống như trước đây á, em từng có một cái bàn tranh luận với một thằng que con, đó là thằng Hoàng Nguyễn á. Hỏi đó chứ bây giờ nè, mấy bạn khỏi cần mấy bạn làm gì nhiều đó, mấy bạn chứng minh cho tôi thấy á là mấy bạn là vì đấu tranh cho người dân đi, đúng không? Giành quyền lợi cho người dân, cụ thể là cái gì? Mấy bạn vỗ ngực, mấy bạn tự hào là mấy bạn sống trên một cái cường quốc, đúng không? Một cái đất nước tư bản giàu có, hùng mạnh, đúng không? Gần 50 năm rồi. Mà ngay cả cục cái chợ để cho người Việt vào để mở dựng sạp để mua bán cho nhau á, mấy bạn mua miếng đất đó để làm chợ mấy bạn mua còn không nổi nữa. Việc ra đúng không? Trong khi mấy bạn phải để cho người Việt là phải vào thuê được những cái khu đất, những cái khu chợ do những người dân sở tại hoặc là người người Tàu để các bạn làm nơi cho người Việt mua bán. Thì anh biết nó nói làm sao? Bắt đầu nó đi nó show ra, nó đi chụp hình. Đi chụp hình là chợ Tân Bình rồi chợ này chợ kia. Rồi nó kêu réo đồng bọn nó vô á. Nó nói là có một số thành phần ở Việt Nam cho rằng là ở Mỹ không có chợ người Việt. Rồi mấy các bạn nghĩ sao? Thì em vô em nói mày bạn tan tan tôi tên vào tên tôi vào làm cái gì? Và tôi nói bạn này tôi đồng ý, cái bạn tên đó là tên chợ Tân Bình, tên tên chợ người Việt đúng không? Rồi tôi đồng ý.
Nhưng mà cái chính ở đây á, tôi đang đề cập với vấn đề với bạn đó. Bạn trưng được cái sổ đỏ của miếng đất đó ra để làm gì? Để chứng minh được rằng cái cộng đồng của các bạn á biết đấu tranh cho nhau, đúng chưa? 50 năm rồi, tụi bay rồi ăn bám bên cái xứ bên Mỹ, gọi là làm nhiều tiền lắm. Tụi bay không biết hùng tiền lại, tụi bay mua miếng đất để cho người Việt làm cái chợ hay sao mà tụi bay phải đi thuê đi mướn đó. Rồi tới giờ phút này mọi người thấy rất là rõ rồi, cái tượng Đức Thánh Trần gì đó lôi ông qua cái chuyện vấn đề giống như là anh nói thì em chưa bàn tới, cái đó quá rõ ràng rồi, cái điều đó là khỏi chối cãi rồi. Ông Đức Đức Thánh Trần là một người là đã chống chống giặc ngoại xâm đúng không, nội mà đưa ông qua bên đó để thờ tự không đã là một cái bán bổ thần linh rồi ha, hay là bán bổ một cái nhân vật lịch sử gì rồi. Còn đằng này á, nó bưng tới nó bưng lui, thuê 1 tháng 7.000 đô chú chà phát đúng không, rồi cái tiền 7.000 đô ở đâu ra? Mà nó giống như là em hỏi nhất á đó, bây giờ chị quy ra cái con số 7.000 đô 1 tháng mà trong vòng 9 năm là bao nhiêu tháng, rõ ràng chưa? Thì trong vòng 9 năm đó, đó có phải số tiền đó tụi nó mua được miếng đất để nó đã gọi là để đặt ổng một cách cố định được không? Tại sao tụi bay không mua, sao tụi bay không biết làm? À thay vì tụi bay bây giờ đặt mang qua chơi từ khách đây 9 năm đúng chưa, thì thôi tụi bay lên kế hoạch ngay từ đầu, tụi bay hùng tiền lại 9 năm sau đủ tiền tụi bay mua miếng đất, tụi bay bưng hôm qua tụi bay đặt vô rồi ai đó tới được nữa không. Còn đằng này tụi bay chỉ bày trò thuê, hôm nay thuê 7.000, ngày mai thuê qua chỗ kia 8.000 là gì, cũng lừa cộng đồng người Việt để lấy tiền thôi, nó ra không ha. Rồi cái vụ cái đám Ba Que anh thấy không, nó tự hào là gì, qua bên đó thành công rực rỡ, thành danh rạng ngời Ba Que gì đó, rồi đề cử xem cái thằng Ba Que nào nổi tiếng nhất ở nước Mỹ đứng ra tài trợ một miếng đất để đặt tượng Đức Thánh Trần vô đó, thằng Ba Que rồi tự hào cái gì, trời ơi trời, Lương Xuân Việt rồi con bé tàu sân bay, ba cái trò bởi vậy nó nhất đúng không, nói tới thì nó giận ta, nói tới tụi nó giận, kêu tụi nó Ba Que xỏ lá thì tụi nó giận. Mà rõ ràng thấy chưa, 50 năm rồi ông mới lên, chỉ mới năn nỉ cho nó lên được Ba Que mốt dùm cái cho sáng giá cái sàn Ba Que dùm cái thôi cũng không lên nổi nữa. Nó giỏi que đó, còn có 29 à, đó thấy chưa. Rồi chưa kể cái hình ảnh đứng cái gì, đứng ngay cái đó đứng còn không nổi nữa thì thôi, yếu yếu đừng ra gió, ra ta cầm mẹ cái gậy đứng cho nó vững đúng không, đúng không? Thì biết mình đã yếu rồi, đã già rồi, tuổi già sức yếu rồi phải không, thì cầm mẹ cái gậy nó đứng cho nó vững. Tiếng Anh thì đọc như gió mà tiếng có thì tiếng không, a c du gì đó té cái đùng đó. Rồi có chuyện này em hỏi nhất nhất anh nhất với mọi người nghĩ sao nè, cái chuyện hình ảnh cái bà Bùi Kim Thành đó trong cái buổi lễ đó là mình theo mình hiểu ha, theo mình hiểu là họ tuyên truyền là gì, là một buổi lễ chào cờ ha, trước tượng Đức Thánh Trần để tuyên truyền cái này cái kia, toàn là sĩ quan cao cấp của quân lực hạng tư không nha anh nhất, chứ không phải tầm thường đâu á. Biết Như ông đó là gì, Trần chứ. Văn, đúng không, như ông đó là Trần Văn Giỏi, sĩ quan trường võ bị gì đó Đà Lạt, ghê không, ghê không, nghe là nghe hết hồn liền. Gió bị đã Quần áo à không. quần áo thì rằn ri cọp beo, trời ơi, nhìn là khớp liền quá dữ luôn đúng không. Mà nghĩ sao bà Bùi Kim Thành mang cái hình ông tổng thống Trump, mà cái hình mà cái kiểu mà lúc mà vừa vô tù chụp hình xong rồi đóng đóng mấy trăm ngàn đô rồi được tại ngoại đó, mang đó selfie, thì không biết hàm ý của bà Bùi Kim Thành là gì ta, khó hiểu Cái hành vi đó đó trước đây á à. là cái tôi coi nhiều cái phim á, với cái cách ứng xử của người Mỹ á, thì người ta Dạ. gọi là diễn giả nha, nhưng mà gặp người Việt Nam mà như bà Bùi Kim Thành nó bả là luật sư nữa, mà cái cách bả đưa cái hình của Donald Trump lên mà lúc mà đang ở tù á, mặc ở tù á, thì cái đó Ừ. là chơi cái kiểu đó là bả chơi điểu thiệt chứ không điểu giả nữa. Chào Hồ Đình.
chơi chơi điểu thiệt á. Bây giờ bàn lại cái vấn đề mà mình nói á, cái ý nghĩa rồi sâu sắc. Nếu mình nói mình bàn sâu về cái chuyện mà như nãy tôi nói, nên nên lập cái tượng Đức Trần Hưng Đạo ở đặt ở bên Mỹ, thì nó có cái gì đó nó xúc phạm đến cái, nó tượng trưng cho cái hồn thiêng của gần như là hồn thiêng của sông núi, đã được phong thánh, được dân phong thánh rồi. Ông Trần Đạo được phong, được dân phong thánh, coi gần như nó là hồn thiêng của sông núi, nó đại diện cho gần như là của dân tộc Việt Nam trong cái thời từ trước tới giờ luôn. Bởi vì cái nó đại diện của sự bất khuất, ý chí bất khuất kiên cường của người Việt Nam là chống giặc ngoại xâm. Mà không biết mấy cha tôi ở bển á nghĩ sao mà lại mang dựng lên cái tượng của ông Trần Đạo rồi để vất vơ vất vưởng hơn đất đai. Ổng ở người Việt Nam thì ổng ở nước Việt Nam chứ sao, rinh ổng qua anh Mỹ ở rồi đất ổng ở đây, đất đai ổng có nè, mà sao không để ổng bên này đưa ổng qua anh bển rồi cho ổng ở đậu ở nhờ, những vấn đề tâm linh coi vậy coi được không. Ổng là đại diện, ông coi như ổng ổng là đại diện cho hồn thiêng sông núi rồi, mà sắp ổng đi qua bển vậy, không lẽ đại hồn thiêng sông núi của nước Mỹ hả? Ăn ở làm ăn bất nhân thiệt tình, nói bàn bàn cái này. Nếu mà tôi nói thật á, nếu mà tôi ngồi mà tôi nói một hồi á, tôi mà tôi nóng lên á, tôi chửi cái vụ này, tôi chửi 3 tiếng đồng hồ không trùng được chửi. Nhưng mà đây thật rất tiếc là kinh đây là nhà của thư quan, tôi không thể tiện nói. Với hơn nữa những từ mà nó khiếm nhã nói ra đây nó kỳ cục chứ, thật sự cái này chỉ từ đầu tới cuối là cuối là nghe chỉ có chửi thôi, chỉ có chửi thôi chứ không có nói mà đàng hoàng được. Cái đám này là không thể nói đàng hoàng, cái hành vi này là nó bôi nhọ cái hình ảnh của nước nước Việt Nam, cùng vị anh hùng dân tộc. Trời đất ơi, cái này chỉ bôi nhọ cái đó, chỉ có chửi thôi chứ không có nói gì được nữa. Em mời đi Bởi quan. vậy đây anh nghe Quang Lâm nói không à, đồ cái thứ con đám con cháu mất dạy. Quang Lâm chửi rất là đúng thiệt, Quang Lâm chửi không sai chút nào hết, em rất đồng tình cái gì đó. Trời ơi, nghĩ làm sao bưng ổng qua bển giờ tới giờ lui, cuối cùng là gì, cái mục đích của tụi nó là gì, cũng là đi xin Đưa đồ tiền của nó này thôi, à, cũng hy yên sinh tâm quyên tiền. góp để làm gì, để hùng tiền vô thuê chỗ ông 7 tháng. Mà em hỏi anh chứ cái diện tích cái bức tượng của ông có bao nhiêu diện tích đất đâu, đúng chưa, Bảy ngàn đô thôi. thấy không, đúng, mà mấy chục năm tụi nó mua không nổi một cái miếng, cái miếng đất đó nữa. Cái vấn đề này nữa nè, em đang thắc mắc nè, vấn đề là không biết cái bức tượng đó đó à, họ Việt Nam biết, Việt Nam biết không, là nó gần ở chỗ gọi là cái gì, cái tưởng niệm của mấy ngàn ngàn lính Mỹ gọi là tượng đá đen gì ở Việt Nam, không biết gần đó không đó, phải không? Thay vì ok giờ tụi bay lỡ mang rồi, tụi bay chơi chơi lớn mẹ luôn đi. Bởi vì như anh đã nhất nói đó, Đức Thánh Trần là gần như được phong thánh về vấn đề gọi là chống quân xâm lược, đúng không? Đó, rất là giỏi và rất ghét cái quân xâm lược, thì nên đặt gần đó, chỉ vô bức tường đá đen đó, đứng ống chỉ xuống để sau này con cháu có tới là tụi nó phải thuyết trình rõ ràng, đúng không? Đó. Qua đây là chỉ vô cho tụi bay biết là cái đám xâm lược nè, 58.000 cái hòm lính Mỹ nó nằm ở đây nè, để cho tụi bay thấy rõ nè, vậy nó chơi vậy nó mới quay, nó mới hoành tá tràng, không? Nó làm cái đó là nó sống sao được. Nó sống sao được ở đó. Đúng không, nhất cha lại chơi vậy mà nó Mà thầy của nó đúng đâu dám bản làm. chất, à, nó đúng bản chất vấn đề luôn. Mà thực ra là cuối cùng mục đích là gì, cũng thu buôn thần bán thánh thôi. Đúng rồi, nó Nỗi lợi đau dụng, nó lợi dụng cái chỗ tín ngưỡng á, nó lợi dụng cái tín đúng ngưỡng à, nó thờ tự, lợi dụng tín ngưỡng để dựng tượng thờ tự rồi từ đó nó quyên góp. Trời ơi, tôi nói với thư quan, nếu mà tôi chịu nói là tôi nói 3 tiếng đồng hồ không trùng một chữ, mà nhưng mà cũng một là nhà nhà của thư quan, thứ hai nữa là tôi nói là tôi phải dùng những tờ lời khiếm nhã, cho nên mà nói vậy nó kỳ quá, cho nên thôi tôi làm thinh luôn không nói. Mời thư quan mời chung lên với Việt Rai, lên chơi vui Việt Rai.
người ta đang lên đó, đúng không? Hello Việt Rai. Hello anh. Em chào anh Thái Quang, con chào chú Nhất. Chào thầy Việt Rai. Chào cả nhà mình, lâu quá. Ý anh cũng im luôn. Ý hỏi Việt Rai như nè, ý hỏi Việt Rai là cái chỗ mà cái đám ba que nó đặt cái bức tượng ông Đức Thánh Trần á, là nó có gần, nó có gần cái khu gọi là cái tưởng niệm xa đúng không? Đúng rồi. Đó. Mà trong khi họ Việt Rai chứ khu xa kia là cái khu kia là nó tính ra nó gần như cái đất nghĩa địa rồi, đúng chưa? Cái đất nghĩa địa rồi. Mày cái miếng đất anh cho rằng bây giờ mày nó mua miếng đất mà 4-5 mét vuông thôi, phải không? Có nhiều tiền đâu? Có nhiều tiền đâu? Rồi xây lên một giống như một cái đền á, đúng không? Xây lên một cái nhà hay là giống như mình nói gọi cái miếu thờ đi, cũng còn chấp nhận được. Quay đằng này rồi nó rinh động, nó mang tới mang lui, mang xuôi mang dọc suốt 9 năm trời, quay đi quay lại vẫn là gì, vẫn là đồ mang ổng đi mua bán để xin tiền người dân quyên góp thì không? Em hình như cái vụ này hồi xưa cách đây mấy tháng năm gì rồi á, anh cũng có mở livestream nói về vụ này. Em cũng có lên cũng có ý kiến là cái vụ mà khuân giác ổng từ bên Việt Nam đó, nó cho ổng visa bay qua tới bên đây, nó đặt ổng một cái kịch ngay cái con đường đó, hình như bức tượng có chỉ tay nữa đúng không anh? Đúng rồi, bức tượng là ổng chỉ tay xuống giống như là Việt Nam mình là đã ở bến sông Bạch Đằng á Việt ơi, đúng rồi, chỉ tay xuống dưới con đường mà chả có hiểu ý nghĩa là cái cả cái gì ạ. Cái đó là Đức Thánh Trần Hưng Đạo, là một ổng là kêu ổng là thánh rồi, là chỉ có giống như em nói đi, chỉ có quốc ở Việt Nam thôi nó mới có ý nghĩa, đúng rồi, đứng trên cái đất nước quê hương ổng đánh giặc ổng đuổi giặc nó mới có ý nghĩa. Tự nhiên cái lo ổng qua tới bên kia nửa vòng trái đất, đứng ở một cái đất nước của cái thằng nào chả ai biết nó là ai hay cái gì cả, cái đứng mà cái thằng đó nó lại xâm lược Việt Nam nữa chứ, đấy để làm cái gì, ý nghĩa cái gì? Đâu có chả thấy một cái gì là có ý nghĩa chút nào cả. Rồi bây giờ hài nhất là vậy, anh coi lại với chú Nhất coi lại, anh chị em coi lại cái video gì cái ông gì mà già rồi mà lâm trầm cái đám ở bên đó lên phát biểu, ông Phan Kỳ Nhân. Ông đi lên ông coi mà ông mắc cười gần chết, ông đi lên ông đứng ngay ông Đức Thánh Trần, ông đưa tay ông chào. Nó phiêu chưa, để anh coi lại coi. Không. Cái chào. Đúng rồi. Mẹ chào mấy thằng lính tráng mấy ông kia, ông chào ông Đức Thánh Trần. Em nói thiệt, ổng mà thấy ổng mà khỏe mai, ổng đưa cây giáo ổng đeo ở đằng sau ổng chém cho một phát thì bay mẹ nó cái đầu. Quá đứng chào nhìn thấy nó tiêu chưa từng thấy. Rồi xong rồi mấy ông lụm khụm lên kể lễ nào là 7.000 đô tháng, rồi bây giờ tiền, em nói thiệt, vài bữa mấy ông này bây giờ về hưu mẹ nó hết rồi, tiền bạc đâu nữa, rồi cà nanh với nhau, ông này nạnh qua ông kia nạnh qua ông nội, trước sau gì em không biết cái tượng ông Đức Thánh Trần này đi về đâu luôn. Đó, nãy nói rồi đó, nãy tôi nói rồi đó, chú nói rồi đó Việt Rai. Dạ. Nó hết cái này, nó không cho thuê nữa rồi, không biết bỏ ổng ơi, cái tượng không có chỗ nào nữa. Chắc nãy chú nói con không nghe. Dạ, thì đó, anh thấy không, chỉ có 7.000 đô thôi, mà hội nhóm thì ông nào ông nấy gần xuống lỗ hết trơn rồi. Em nói thiệt, nó không là bao nhiêu, nhưng mà thí dụ như bây giờ em nói thiệt, bây giờ á, mình có thể làm cũng được nữa. Em nói thiệt, em cái tiền đó em làm cũng được nữa, cũng không sao hết, nó có nhiều người người ta ấy được, nhưng mà đưa vô mấy cái hội nhóm cái kiểu giống như mấy ông này nè, chẳng qua là giống như nãy anh có nói là gì, đem đi giống như mua bán vậy đó, dành với thần bán thánh để lấy tiếng, thấy không, dành với nhau để lấy tiếng rồi làm cho đã đời vô, rồi xong rồi trước sau gì cũng vứt đó, cũng không xong. Mấy ông bây giờ có làm gì nữa đâu mà ra tiền, tối ngày cứ chờ cái tiền già tiền welfare để ăn không, mà bây giờ thời buổi khó khăn ăn còn không đủ nữa, mẹ con cháu đứa nào ông nào mà có phước có ấy thì con cháu nó quăng cho một chút, còn ông nào mà lu su bu cái nữa rồi xong luôn, ở đó mà
tiền đâu mà trả nổi, rồi vài bữa nữa nạnh nhau, rồi trước sau gì ông Đức Thánh Trần này không biết nó cho ông đi lưu vong ở đâu nữa đây, không biết nó coi chừng ơi kiếm cái chừng mai mốt cho ông lưu vong qua Ukraine nữa à, chết nữa. Đó. Nó đem qua bên đó để ngoài đường rồi bắt đầu lên kể lễ than thở, thấy đau khổ không, không có ra một cái gì cả. Mời anh đi chủ nhật. Trời ơi, chú nãy chú nói rồi đó, kịp ra cháu nghe rồi đó, thì thấy mình xét từ đầu tới cuối cái cả cuộc đời của ông Trần Đạo thì ông cùng với dân Việt Nam lãnh đạo, còn dưới trướng của cái Trần Nhân Tông đó, thì ông lãnh đạo các tướng tá binh sĩ và nhân dân Việt Nam chống lại quân Mông Cổ, thì mình thấy công lao rất là lớn. Ông được người dân Việt Nam coi ông là thánh đó. Ông công ông rất lớn, hai lần cũng đánh tan quân Nguyên mà đó. Thì như vậy ngoài cái việc hồi nãy chú nói rồi đó, ngoài cái việc ổng căm thù, ổng chống ngoại xâm ra, ổng còn là một cái người là ghét, rất ghét những kẻ phản bội đất nước đó, như Trần Kiện đó à. Nhưng mà con cái sau này đó, là nhờ ông vua Trần Nhân Tông ổng xin tội cho Trần Kiện, cho nên là Trần Kiện không bị giết chứ, nhưng mà rồi cũng bị lưu đày, không bị giết, nhưng mà tước hết Dương Tước à. Yeah. À, tước hết Dương Tước rồi cho trở lại một người sống mà là làm người dân bình thường. Nhưng mà có con cái là mình chỉ biết tới đó thôi, không biết là ông có cho thủ tiêu hay không, cái đó thì không biết rồi nha. Trở về người dân bình thường đi lưu đày à. Yeah. Mà, tôi chú nghĩ là chắc là ổng thế, cái ổng thù lắm, thế nào ổng cũng cho thủ tiêu à. Thì mình thấy á, là từ cái chỗ mà cái chí khí quật cường của ông Trần Đạo vậy đó, mà nếu mà ổng còn sống mà lôi ổng đi của đó chắc là ổng bẻ cổ thiệt quá. Tự nhiên ổng ở đây, ổng nước ngon ông ở đây, ổng là người bảo vệ đất nước, bảo vệ dân tộc này, làm được coi như là dân người ta gọi là thánh trần rồi. Tự nhiên nghe có hiện giờ dựng tượng ổng lên lôi ổng mà ổng qua bển, mà tôi nói thiệt với bà con mình nha, cái kiểu mà nhập lậu kiểu đó không chừng qua bển ông có tên ổng đuổi về không kịp nữa. Không có passport đâu. Yeah. Đúng không, nhập lậu không có passport rồi, nó là làm đuổi về không kịp, không chừng bệnh có chứng canh rồi nó khác. Không chừng có chứng canh nó khác, không phải làm ăn không câu vậy đó. Thay vì người ta đó, người ta làm trong một cái khuôn viên, ví dụ như trong cái khu đó của cộng đồng Việt Nam lớn, người ta có một cái khuôn viên nào đó. Đúng rồi. Thì người ta đặt ổng ở trong đó, nó đem nó đặt ổng giữa ở ngoài đường, hình như sát con đường đó, nó đặt nó bỏ ổng ở trong đó, rồi xong rồi người ta chạy qua chạy lại thì đúng là người Việt Nam thì nhìn biết, nhưng mà cái chỗ đó cũng đâu phải là của người Việt Nam hẳn hoi đâu, cũng của Mỹ, dân Mỹ nó chạy qua chạy lại đất của nó mà, rồi nó có biết ổng là ai đâu. Nhìn thấy nó thô thiển, nhìn nó chả ra cái con giáp nào hết á. Rồi làm nó ngon ở dưới cái tượng đài, tập theo máy hồng tượng đài, nó ghi chú bằng tiếng Anh, nó nói công lao của ông Trần Đạo đang hai lần đánh quân Mông Cổ, sao nó ghi dưới á, cho dần người dân Mỹ rồi là họ đọc không biết. Nhưng mà có thằng Mỹ nào nó rảnh rỗi nó tới đó nó đọc đâu chú. Chạy qua chạy lại nhìn thấy gì, có thằng Mỹ nào ngừng lại, chắc con Mỹ cũng có, nhưng mà lâu lâu cũng có thằng nào nó tò mò nó tới nó coi cái tượng này là tượng gì, mà nó đọc xong nó nói thì cũng mắc mớ gì, tại sao đem ổng ở đây. Đó cái đó là cái vấn đề đó. Nếu mà ghi chú công lao công trạng của ổng đó với đất nước Việt Nam, mà đem thợ nước Mỹ nó lại nó chất vấn, nó hỏi rồi nó chửi nó là khổ nữa. Dạ, tại vì bây giờ con thí dụ đi, theo con nha, tự nhiên cái bây giờ chỗ nhà con ở đi, ở Việt Nam gần cái công viên đi, cái tự nhiên cái bờ cái tượng ông Joe Washington hay là ông Abraham Lincoln hay cái gì đặt cái kịch ngay đó. Ô mẹ con ra con phản đối, con cự liền đó nha. Đúng rồi. Mà đây là đất nước quê hương của tôi, Việt Nam, tự nhiên má lôi cái ông nào mắt xanh mũi lỏ đâu về đặt đây là ý nghĩa gì? Để làm chi? Chú công nhận không? Đúng rồi. À, thấy nó lãng xẹt rồi, chả đâu vào đâu cả. Ủa Trung đâu, nó thấy mới Trung mới thấy đây đâu mất rồi ta. Nói Trung sống lên chơi Trung còn đó không Trung? Chắc là
nó bận gì rắc lên dạ mà lên lên thay thế cho chú ơi, chú xuống lần chú thăng chứ tới giờ Linh rồi chú uống thuốc giờ nó buồn ngủ quá trời quá đất rồi. Gì thăng sớm vậy? Thăng đúng không? Gì thăng, thăng bệnh trời bệnh không? Gì thăng thăng nghe thấy ghê vậy. Đừng nói là ăn thua mẹ được. Ăn thua mẹ gì không chết là hay lắm rồi. Đừng đừng có nói là cái gì do làn gió thổi nhẹ nhẹ giống kia nha. Không phải là hương hồn đó, linh hồn của anh Linh của ông Trần Gạo Show đâu. Cái này là anh là anh Linh của các chiến sĩ, anh Linh của các chiến sĩ dựa. dựa là có nói mệt. Ngày tháng 9 anh Linh chiến sĩ dựa hoài. Anh Thơ Quang với chú Nhất nói chuyện nhảy xuống chở bà con ra quán cà phê, ngồi uống cà phê cái rồi nhảy lên nói chuyện chơi tiếp. Ok. Chúng đâu ra uống cà phê.